Xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở video hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị và tất cả các bạn một con app đào cái đồng Sigma có tên là Sigma Network. Để đào được cái đồng này thì đầu tiên các bạn phải tải cái app này về. Đối với cái dòng điện thoại Android thì các bạn vào thì hạ Play để tải. Đối với dòng iOS thì các anh chị vào App Store để tải. Anh chị gõ vào chữ Sigma Network thì nó sẽ hiện ra giao diện giống như ở trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cài đặt. Các anh chị click vào mở. Các anh chị chọn lại để chọn ngôn ngữ. Chúng ta chọn Việt Nam Mi. Rồi khi các anh chị tải cái app lên thì nó sẽ có giao diện như thế này. Để tạo cho mình một cái tài khoản thì các anh chị click vào tạo tài khoản. Ở đây các anh chị nhập email, mật khẩu và lặp lại mật khẩu để tạo tài khoản. Đối với cái app này thì theo em thì em sẽ sử dụng đăng nhập với Google. Bây giờ em sẽ click vào Continue with Google. Các anh chị chọn cái tài khoản mà các anh chị muốn sử dụng. Để em click vào tài khoản này. Ở đây người ta, nếu chúng ta nhập thì lời mời tiếng ở đây uống cái dòng này. Mã mời của em đó là Hồng Thẩm 93. Các anh chị ủng hộ giúp cho em thì các anh chị nhập vào là Hồng Thẩm 93. Chúng ta rồi cái đấy là cái tên của anh chị tên gì thì các anh chị click vào. Để em đặt là tên người dùng, các anh chị đặt tên người dùng cũng là mã mời của các anh chị. Để em đăng. Ở đây em đang là 101. Tiếp đến các anh chị click vào tiếp tục. Rồi để cái bắt đầu cái phiên khai thác thì các anh chị click vào hoặc là kiểm của đôi các anh chị click vào chữ boot admin. Khi các anh chị click vào cái bước S thì chúng ta sẽ xem một cái quảng cáo. Các anh chị đề một chữ để cho cái quảng cáo này nó hết. Các anh chị click vào mũi tên ở bên góc này. Các anh chị click vào dấu nhấn để tắt. Rồi nó sẽ ra giao diện như thế này. Như thế này là nó bắt đầu đào. Các anh chị kéo xuống. Bây giờ chúng ta sẽ xác minh KYC bước 1. Bây giờ chúng ta đi vào quốc gia. Quý anh chị và các bạn gọi vào là Việt Nam. Số điện thoại thì chúng ta sẽ nhập số điện thoại của chúng ta vào. Các anh chị click vào lưu. Rồi, bước 2 thì nó chưa cho chúng ta thực hiện nên chúng ta phải đợi một thời gian nữa. Lúc nào nó đã cái xe bước 2 thì em sẽ làm video để giới thiệu đến quý anh chị. Rồi bây giờ để kiếm cái đồng
Sigma này thì cả anh chị sau 24 giờ thì cả anh chị click vào để khai thác một lần. Đây, trên này cái đồng hồ nó hiện này. Tốc độ chúng ta khai thác này 16.120 trên giờ này. Để tăng tốc độ thì quý anh chị vào bộ dụng cụ khai thác này. Bây giờ chúng ta sẽ click vào nhận một bộ dụng cụ. Rồi, các anh chị click vào kích hoạt bộ S ở đây để cộng được bốn cái đồng sigma này. Rồi các anh chị click vào. Đấy, rồi chúng ta cũng xem một cái quảng cáo. Bây giờ em tắt đi. Nó cũng cho chúng ta tắt đây. Các anh chị chưa khỏi xem một cuộc quảng cáo rồi, chúng ta tắt đi. Rồi bây giờ các anh chị click vào cái nút mũi tên. Rồi các anh chị click vào nhân để tắt. Rồi như thế là chúng ta đã nhận được bốn cái đồng sigma này. Tiếp theo để nhận thêm cái đồng sigma này thì các anh chị kéo xuống. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái số nhiệm vụ này để chúng ta nhận thêm cái đồng sigma. Bây giờ các anh chị click vào chữ cái logo Facebook này để nhận thêm 5 cái đồng sigma. Các anh chị click vào. Các anh chị click vào thích. Rồi, sau đó các anh chị quay trở lại. Tiếp đến các anh chị click vào Telegram. Các anh chị click vào Join. Sau đó các anh chị quay trở lại. Tiếp đến các anh chị click vào Instagram. Các anh chị click vào theo dõi. Rồi các anh chị quay trở lại. Tiếp đến các anh chị click vào Twitter. Rồi các anh chị click vào theo dõi. Sau đó các anh chị quay trở lại. Rồi chúng ta đã thực hiện xong bốn cái nhiệm vụ trên mạng xã hội. Đấy. Bây giờ các anh chị thấy này, cái đồng này nó đã cộng lên cho chúng ta này, thành 26 đồng rồi. Các anh chị kéo xuống, các anh chị click vào cái vị ở dưới này. Đây. Bây giờ chúng ta đã có 25 cái đồng sigma này. Bây giờ các anh chị click vào cái hình đầu người. Rồi. Ở đây là cái mã giới thiệu của chúng ta. Các anh chị đem cái mã mời này để mời bạn bè của anh chị để được tăng cái độ tốc độ đào. Đây là white paper sức tặng trắng. Các anh chị để nắm được đầy đủ thông tin thì các anh chị click vào đây để xem được thông tin. Rồi cái video em giới thiệu đến quý anh chị và các bạn đào cái đống shimmer này đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi các video trên kênh của em. Cảm ơn quý anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau. Xin chào.